Thúy Ngân bất ngờ nói yêu Trương Thế Vinh sau nhiều lần chối đây đẩy chuyện hẹn hò. Sau khi kép lại chuyện phim giả tình thật cùng Trung Dũng, thời gian gần đây Thúy Ngân lại bị dân mạng gán ghép với Trương Thế Vinh, người mang nhiều duyên nợ với cô trong các game show truyền hình. Sau những hình ảnh vô tư hẹn hò thân thiết, thậm chí còn nhiều lần bị phát hiện đang ẩn ý về đối phương, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh vẫn chối đây đẩy chuyện đang tìm hiểu. Cho tới mới đây, trên Instagram cá nhân, nàng Á Hậu bất ngờ chia sẻ video ngắn trong đó Trương Thế Vinh đang say sưa hát. Kèm theo đó, Thúy Ngân đính kèm theo một câu hát sến sẩm vô cùng. I love you more than I can say. Em yêu anh hơn những gì em có thể nói ra. Nếu nghe kỹ clip thì cũng biết dòng chữ Thúy Ngân viết chỉ là tên bài hát tiếng Anh mà Thế Vinh đang thể hiện. Nhưng giữa nghi vấn hẹn hò, việc sử dụng nó thay cho chú thích bài đăng của mình đã khiến Thúy Ngân không tránh khỏi suy đoán của mọi người. Trước đó không lâu, Thúy Ngân đăng tải hình ảnh đi ăn uống kèm theo dòng trạng thái, không biết làm gì thì mình đi ăn. Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều người khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của diễn viên gạo nếp gạo tẻ. Tuy nhiên, đáng chú ý là dòng bình luận của các nghệ sĩ từng tham gia ghi hình chung chương trình Bảy Nụ Cười Xuân, khi Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ vào bình luận trách móc đồng nghiệp vì không hẹn đi cùng. Đặc biệt, ở lời than trách của mình, Lan Ngọc cho rằng vì Thúy Ngân đi ăn cùng Trương Thế Vinh nên bỏ rơi hội chị em. Cô cho hay, có nhớ gì chị em mình đâu chị ơi, vì có anh Vinh rồi. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Vĩ Dạ tiếp tục thêm dầu vào lửa, nghĩ mà buồn. Trước phản ứng của hai đồng nghiệp, Thúy Ngân lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, dòng bình luận của Lan Ngọc khiến cư dân mạng thêm phần đoán già đoán non về chuyện Thúy Ngân và Trương Thế Vinh đang bí mật hẹn hò. Liên quan đến câu chuyện này, Thúy Ngân bày tỏ, tôi xin phép không chia sẻ về câu chuyện này bởi đó là câu chuyện vui, mọi người nói chuyện với nhau thôi chứ không có ý gì cả. Một lần khác, cư dân mạng đã tìm được hình ảnh cho thấy cả hai đi chung với nhau, thậm chí còn dùng một cặp đồng hồ đôi. Vì cả hai thường xuyên đăng ảnh chụp cùng nhau khiến dư luận đồn đoán. Khi bị Trường Giang hỏi về tin đồn này, Thúy Ngân đã thẳng thắn đáp, chúng em không có, qua lại hồi nào anh. Người đẹp còn không quên đùa rằng, hồi xưa không phải em thích anh Vinh mà là anh Vinh theo đuổi em. Trong bài phỏng vấn gần đây, Thúy Ngân tiết lộ về mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Tôi quan trọng và muốn gặp người đàn ông giỏi, có thể dạy cho mình điều gì đó, làm cho mình tôn trọng. Mẫu người lý tưởng của tôi là có thể bảo vệ được tôi. Thực ra từ xưa đến nay, tôi là một người luôn tự bảo vệ mình, khả năng bảo vệ của tôi rất tốt, nhưng nhiều lúc tôi nghĩ phụ nữ mà mạnh mẽ quá để làm gì, mạnh mẽ quá không tốt. Tôi cần một người đàn ông dám đứng ra bảo vệ mình trước mọi sóng gió, kể cả dư luận. Thúy Ngân sinh năm 1991, từng đoạt giải Á Khôi một cuộc thi nữ hoàng trang sức 2009 và giải phụ người đẹp hình thể. Sau đó, ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, nhưng chỉ lọt top 20. Năm 2011, cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Showroom Queen International và lọt top 15. Với phong cách thời trang sành điệu, gương mặt xinh đẹp và sự thu hút của phim Gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân được mời tham gia nhiều sự kiện và làm MC. Trương Thế Vinh sinh năm 1984 là một người nghệ sĩ đa tài khi có thể hát, đóng phim và làm người mẫu. Trong quá khứ, Trương Thế Vinh từng gây tiếc nuối khi chia tay bạn gái Huỳnh Lý Đông Phương, cơ phó máy bay thương mại, kiêm cơ trưởng đội bay Airbus A321 của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Từ đó cho đến nay, nam diễn viên vẫn một mình lẻ bóng, chưa công khai tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào.